Mọi người nha, bây giờ không biết tới khi nào và tới lượt mình. Bây giờ mình cứ chuẩn bị trước đi ha. Bây giờ mình chuẩn bị quần áo nè, sạc dự phòng nè, ha, rồi giấy lau mặt nè, rồi tăm xỉa răng nè, nước chải đầu nè, rồi với cồn cồn rửa tay nè, lau tay nè, rồi sạc sạc điện thoại nha, rồi thuốc uống mang theo nữa nha. Chứ vô trong phòng cách ly là không có gì đâu nha. Rồi một nọ dầu nữa nha. Đây một nọ dầu nữa. Đó là tất cả. Mình thuốc uống thì mình có mang thuốc cảm, thuốc huyết áp, những thuốc cao máu của mình á, thuốc giảm mỡ máu với thuốc đau bụng, đau bao tử, rồi thuốc cảm. Tất cả phải mang theo nha. Nước uống 1 2 3 chai nước uống nữa. Đó. Thì mình đâu có biết ngày giờ dịch mà, mình cứ chuẩn bị với một cái tinh thần sáng suốt và chuẩn bị tất cả đi, không có gì là chuẩn bị mà ấy bây giờ hết á. Đã mình cho vào cái ba lô sẵn, khi mà người ta có tới test mình á, tới test trong gia đình mình, tất cả mọi người, những ai ai cũng phải làm một cái ba lô sẵn đi. Khi mà test mà bị dương tính á, người ta cách ly, người ta đưa mình đi á, thì mình đã có sẵn đầy đủ hết rồi, mình chuẩn bị hết ha. Quần áo thì mỗi thứ một bộ, mình thích mặc cái gì thì mình mang theo ha. Đó, vậy thôi. Rồi cần nữa thì quan trọng mình cầm theo cái đèn pin nữa. Đó, cần thay cái đèn pin là sạc được đó nha. Đèn pin nó có sạc là này đó. Đó, sạc là cắm điện 220 sạc nha. Đó, cho nó an toàn. Đấy. Chả có gì nói trước được các bạn à. Mọi người cái gì cũng phải cứ lên nói nữa, nên luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng với tư thế sẵn sàng ha. Đó thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ xếp đồ vào trong ba lô ha. Cứ chuẩn bị đi, cái gì rồi nó cũng à còn một thứ nữa mình quên, đó là khẩu trang. À, mình nhớ mang khẩu trang đi nha. Đó, mình chuẩn bị một mớ rồi mình cũng bỏ sẵn trong đó luôn. Đấy, tất cả cái việc mình đi cách ly là mình chuẩn bị như thế. Các bạn coi còn thiếu cái gì không, nhắc nhở mình đi. Thì thuốc thì mình đã nói rồi đó, có thuốc cảm nè, paracetamol nè, rồi thuốc sổ mũi nè, thuốc đau bụng nè, tiêu chảy đó, rồi thuốc đau bao tử nữa nè, vitamin C nữa nè. Đó thì tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị hết rồi. Thôi chào mọi người nha.